các ngươi nghĩ các ngươi tụng kinh niệm Phật là thoát khỏi kiếp nạn sao? Được rồi, để ta xem thần tiên nào xuất hiện cứu các ngươi. Như Lai Phật Tổ của các ngươi đâu? Như Lai Phật Tổ bỏ các ngươi rồi. Ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng hoằng tục. Hôm nay người nào hoằng tục, ta sẽ cho người đó sống. Các ngươi nhìn kỹ đi, ta mới là Như Lai Phật Tổ của các ngươi. Người nào cũng có thể làm Phật, nhưng nếu như muốn làm Phật thì phải có nhân tính. Các ngươi muốn quá độ ta, không chịu tỉnh ngộ, thiếu lầm La Hán trận. Đệ tử Thiếu Lâm Tự rất hay nương tay, lần này đánh ta hết sức, có phải là muốn giết chết ta không? Mời thí chủ đi về. Ngươi nghĩ ta đã thua các ngươi sao? Các ngươi vui mừng quá sớm rồi đó. Ngươi thật độc ác. Phật động sơn hà. Chúng ta tỉ thí võ công mà ngươi lại đánh hết sức, ngươi đê tiện quá rồi đó. Ngươi giết người, không phải tỉ thí võ công. Bây giờ ngươi đã thấy rõ bản lĩnh của ta rồi chứ? Hả? Cậu thấp. Các người to gan lắm. Các người đã chạy thoát mà dám tới đây nạp mạng. Các người có ý đồ gì? Ngươi sủa đủ chưa? Ta muốn gặp Cổ Kiếm Hồn. Lão già chết bầm. Chủ nhân của ngươi kêu ngươi vô lễ với ta như vậy sao? Đốt đi. Đốt hết sách kinh Phật đi. Đốt đi. Nhanh lên. Đốt đi. Tốt lắm. Đốt hết cho ta. Đốt đi. Nhanh lên. Đốt hết đi. Tốt lắm. Đốt đi.
Ngươi tới tìm ta là muốn nạp mạng phải không? Ta thấy con người của ngươi cũng hơi ngông cuồng, nhưng mà không đến nỗi chưa hỏi người tới nạp mạng câu nào đã giết chết chứ. Trước đây ta nghĩ ngươi chỉ là một kẻ vô dụng ngu ngốc, xem ra ta đã nghĩ sai rồi. Nếu như ta là một kẻ vô dụng thì ngươi đâu cần bắt ta tới địa ngục môn làm việc cho ngươi chứ. Ngươi nói lý lẽ với ta à? Rất thú vị. Nhưng dù ngươi nói gãy lưỡi cũng vô ích, võ công của ngươi không cao cường bằng ta, ngươi không đánh bại ta được. Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Ta tới đây bàn chuyện mua bán với ngươi. Mua bán? Được, nói ta nghe đi. Thiếu Lâm Tự là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm, cho nên ta mới sang bằng Thiếu Lâm Tự. Họ không màng thế sự, đã là Thái Sơn bắt đầu thì nên chủ trì công đạo, quan tâm chuyện của võ lâm. Bọn họ không màng thế sự là phạm tội lớn. Lúc nãy ta đã trừng phạt phương trượng của Thiếu Lâm Tự. Trừng phạt xong, ngươi hãy rời khỏi Thiếu Lâm Tự đi. Tại sao vậy? Vì một câu nói của ngươi sao? Ta nói rồi, ta tới đây bằng chuyện mua bán với ngươi. Ngươi có bán tên tiểu tử thúi hay dở trò này không? Nó không bán được, nó là tân trưởng môn của Trần Ly Giáo. Không ngờ ngươi cho hắn làm trưởng môn sớm như vậy. Ta rất thích. Được, vậy ngươi muốn bán gì? Lúc nào ngươi cũng nói muốn trả thù. Ngươi đã làm náo loạn võ lâm, thể hiện sự uy phong và ngông cuồng của mình. Nhưng ngươi làm như vậy là vì ngươi không biết ai là kẻ thù của ngươi. Ngươi không trả thù được, cho nên xem các môn phái của võ lâm đều là kẻ thù của ngươi, phải không? Ngươi có muốn biết ai nói chuyện ngươi có được bí kíp Như Lai thần chữ cho mọi người nghe không? Và là ai quyết tâm đuổi cùng giết tận ba người nhà ngươi không? Chủ nhân, chúng ta phải sang bằng Thiếu Lâm Tự. Nếu bỏ cuộc nửa chừng sẽ làm cho người của võ lâm cười nhạo. Đừng nghe lời hắn, hắn chỉ nói lung tung gạt chủ nhân thôi. Mạng của ta ở trong tay ngươi, nếu ta nói lung tung, bây giờ ngươi có thể giết chết ta. Người khốn, ta kêu ngươi làm thì ngươi cứ làm. Trên lệnh của ta, trong vòng một nén nhang, tất cả người của địa ngục môn đều phải rời khỏi Thiếu Lâm Tự. Nếu không, ngươi không còn cơ hội đứng trước mặt ta nữa. Dạ. Chuyện ngươi kêu ta làm, ta đã làm. Tới lượt ngươi đó. Là ai hại ta nhà tan cửa nát? Thật ra là ai hả? Là sư phụ của thầy tử ngươi, Vô Sắc Sư Thái của phái Nga Mi. Ngươi nói cái gì? Đem chuyện ngươi lấy được bí kíp Như Lai thần chưởng thế nào lan truyền cho mọi người nghe. Là sư phụ của thầy tử ngươi, Vô Sắc Sư Thái của phái Nga Mi, đứng phía sau điều khiển đại cuộc, liên hệ các phái, đuổi cùng giết tận cả nhà ngươi, ba người, cũng là bà ta. Ta nói đều là sự thật. Không thể nào. Năm xưa bảy vì bảo vệ bọn ta, bị các đại phái công đánh chết tại Ma Đến Nhai. Chuyện ngươi chính mắt chứng kiến cũng chưa chắc là sự thật. Huống chi ngươi chỉ là nghe lời nói của một phía của phái Nga Mi. Năm xưa phái Nga Mi cho người lan truyền nói bảy đại phái dây đánh Vô Sắc, chủ yếu là dụ người xuất hiện rồi hạ độc thủ. Nhưng mà người không xuất hiện. Lúc đó ta ở ẩn, cho đến khi ta nhận được tin, chỉ biết là Vô Sắc đã chết. Đó là đóng kịch. Thiếu đi nhân vật chính như người, không thể diễn tiếp nữa. Cuối cùng họ điều tra được tung tích của người thì tiếp tục diễn một màn kịch ở Tiêu Gia Trấn. Tiện nhân đó hiện giờ ở đâu? Vì sao bà ta bỏ đi thật xa, từ đó không thấy tăm hơi nữa? Nhưng 10 năm trước có người gặp bà ta ở đảo Bồng Lai, người có thể đến đó tìm thử.
Người nói dối cũng rất lợi hại, nhưng ta không dễ tin vào câu chuyện do người cố tình theo dệt ra. Tìm một người đã chết làm chủ mưu chuyện này, mục đích muốn ta rời khỏi trung thổ để tìm một người chết mãi mãi không tìm được. Lời ta nói đều là sự thật. Nếu có câu nào giả dối, Trường Ly giáo ta từ đây sẽ biến mất khỏi giang hồ. Ngươi không tin, ta cũng đành chịu. Ngươi cứ luôn miệng nói thê tử và con ngươi bị Võ Lâm các phái giết hại, nhưng theo ta thấy, thật ra họ bị chính ngươi hại chết. Năm xưa cũng vì ngươi có giả tâm đoạt lấy bí kíp Như Lai thần trưởng, hơn nữa có ý đồ tiêu diệt hết các phái sừng bá Võ Lâm, thì ngươi làm sao rơi vào kết quả này hả? Về chuyện này có Võ Lâm minh chủ năm xưa, Đồ Kiệt lão tiên sinh của Yên Hạ Sơn Trang làm chứng. Ông ấy nhận được tin đáng tin cậy và liên lạc với các đại môn phái. Không lâu sau thì lão tiên sinh bệnh chết, là bị người ta hạ độc hại chết. Ta muốn giết người thì giết người, cần gì phải hạ độc? Ta không bao giờ làm ra chuyện đê hèn này. Ta một đời say mê võ học, lấy bí kíp Như Lai thần trưởng cũng chỉ vì muốn nghiên cứu cảnh giới cao nhất của võ công. Ta không hề muốn tranh giành Võ Lâm minh chủ, xưng bá Võ Lâm với bọn phàm phu tục tử. Những chuyện theo đuổi danh lợi này ta mới không thèm làm. Ta rảnh rỗi luyện võ, uống rượu, câu cá ngắm trăng với thê tử và con ta, ta càng thấy vui sướng hơn. Đừng vu khống ta. Không phải ta vu khống ngươi, tất cả ý đồ của ngươi đều là từ miệng vô sắc sư thái nói ra. Nếu như ngươi không muốn làm bá chủ, tại sao bà ta lại hại ngươi? Trước giờ bà ta chính trực, ghét cái ác như kẻ thù, tại sao bà ta lại làm vậy? Sư phụ, người còn không hiểu sao? Thời gian này chúng ta trải qua rất nhiều chuyện ở trong Địa Ngục Môn, chúng ta còn nhìn không thấu bộ dạng của những người gọi là danh môn chính phái sao? Ngày thường miệng toàn nói lời nhân nghĩa, nhưng đối diện với lợi ích và sinh tử thì liền trở mặt, thậm chí làm ra những chuyện hãm hại người khác. Đệ tử của Trường Liên giáo chúng ta cũng vậy thôi, huống chi là người khác. Nếu lời ngươi nói là thật, sư phụ ta nói cũng là sự thật, vậy thì đơn giản nhiều rồi. Tiện nhân đó muốn độc chiếm Như Lai thần trưởng, cho nên ly gián mọi người, để mọi người tàn sát lẫn nhau, rồi bà ta có thể ngư ông đắc lợi. Thật ra muốn xưng bá Võ Lâm là bà ta. Du danh phái Nga Mi bái kiến cổ chữ môn, xin cổ chữ môn khai ân. Đứng lên đi. Du danh không dám. Chiếc vòng này là di vật do cổ chữ môn phu nhân để lại, không biết cổ chữ môn có nhận ra không? Thật ra là chuyện gì? Xin cổ chữ môn niệm tình tôn phu nhân từng ở Nga Mi, rộng lòng đương tay tha cho chữ môn sư điệp của ta. Chữ môn sư điệp? Phải, sư điệp bị Địa Ngục Môn bắt rồi. Cổ chữ môn, ta xin ông đó. Khoan đã, không phải ta đã từng nói Nga Mi là sư môn của thê tử ta, không được mạo phạm sao? Các ngươi làm việc kiểu như vậy, có phải các ngươi xem lời ta như gió thoảng qua tai không? Chủ nhân bất giận, lời dặn của chủ nhân đã truyền đạt lâu rồi. Tại hạ tin người Địa Ngục Môn tuyệt đối không dám mạo phạm phái Nga Mi. Tại hạ nghĩ nhất định có hiểu lầm. Rốt cuộc là ai làm? Là giáo chủ của Trường Ly giáo. Lùi xuống. Dạ. Để ta xem, người muốn giở trò gì.
Người thấy rồi hả? Vậy thì rất tốt. Đừng nói nhiều lời, mau giao ra trưởng môn của phái Nga Mi. Hôm nay ta đến chính là nói với người điều kiện trao đổi người. Còn dám nói điều kiện với ta sao? Người yên tâm, con người ta rất công bằng. Giao dịch với ta, người không lỗ đâu. Ngươi còn nhớ vụ giao dịch lần trước của chúng ta không? Nó rất thuận lợi mà. Vậy sao? Vậy vô sắc bà ta đâu? Có khi nào bà ta chết rồi? Chết không đối chứng không? Làm sao ta biết ngươi có gạt ta không? Không, ngươi biết. Ngươi biết ta là thật hay là giả? Là điều kiện gì? Nói ra thử xem. Tuyên bố với thiên hạ, sát nhập phái Nga Mi vào địa ngục môn, đồng thời phát thiệp anh hùng mời Yên Hạ Sơn Trang cùng Giang Nam các đại phái đến làm chứng. Phải làm rầm rộ, rầm rộ hơn cả Yên Hạ Sơn Trang phát thiệp chọn Võ Lâm Minh Chủ. Tức là nói để người trong thiên hạ không ai không biết, không ai không hay. Có được không? Ngươi làm vậy là có ý gì? Ngươi có đồng ý không? Ta không có dự tính đó. Ngươi sợ rồi hả? Địa ngục môn không phải là Bồ Tát tái thế, là bậc thầy chính nghĩa chuyên lấy lại công bằng cho những người bị ép bức sao? Một nơi tốt như vậy, tại sao không để lại vị trí cho sư môn của ái thê ngươi đi? Im đi! Trừ khi ngươi thừa nhận địa ngục môn là tà ma yêu đạo, bên trong còn chất chứa dơ bẩn, chuyên làm chuyện bất nghĩa. Nếu không, sao ngươi lại nỡ làm dơ thanh danh sư môn của thê tử ngươi? Ngươi nói đủ chưa? Ngươi muốn chết hay không? Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Bây giờ ngươi có thể một chưởng đánh chết ta. Ta biết võ công ngươi giỏi, nhưng ngươi không tìm được vô sắc. Võ công ngươi giỏi, vậy tại sao bị người ta hãm hại mà không hề hay biết? Võ công ngươi giỏi, thậm chí tự lập môn phái, thành danh uy chấn thiên hạ, nhưng ngươi lại không bắt được kẻ thù giết vợ con của ngươi. Có đúng không? Im đi! Nếu ngươi làm theo lời ta, ta cam đoan ngươi có thể tìm được vô sắc, để ngươi biết tại sao năm xưa bà ta hãm hại ngươi, giải được khúc mắc hai mươi mấy năm ngươi không giải được. Thế nào? Hình như ngươi đang rất tự tin. Không đủ tự tin làm sao dám giao dịch với ngươi? Bản lĩnh của ngươi cũng cao lắm. Bản lĩnh không cần cao, đủ dùng là được. Chúng ta đi. Các ngươi đi đâu? Đến Giang Nam, đến Yên Hạ Sơn Trang, mời Đỗ phu nhân và các đại phái đến dự đại điển sát nhập này. Chuyện nhỏ nhặt này ta cho người làm là được, không cần làm phiền đến ngươi. Ngươi muốn giam bọn ta ở đây? Cũng không thể nói vậy được. Ngươi ra điều kiện này, ta chưa gặp được trưởng môn phái Nga Mi là lập tức đồng ý. Ta phải chừa đường lui cho mình chứ. Chừa đường lui gì? Sau đại điển, nếu không hóa giải được khúc mắc trong lòng, thì ba người các ngươi đều phải chết. Nếu vậy chỉ cần ta ở lại là được. Ngươi để bọn họ đi đi. Không được. Trước đại điển, ba người các ngươi đều phải ở lại địa ngục môn. Nhanh lên, nhanh lên, đi nhanh lên đi. Ta xin lỗi. Quỳ xuống. Tại sao mấy người các ngươi không quỳ? Các ngươi đâu phải là chủ nhân của bọn ta, tại sao bọn ta phải quỳ? Đúng là hỗn láo. Người đâu? Bắt mấy người bọn chúng cho ta. Khoan, bốn người họ là khách quý của địa ngục môn, miễn quỳ.
Dạ. Đúng là mặt dày. Nếu xem bọn ta là khách quý thật thì nên để bọn ta ngồi ghế trên chứ. Thôi đừng phá đám, đứng đợi xem họ dở trò gì. Chuyện ngươi kêu ta làm, ta đã làm rồi. Bây giờ ngươi muốn gì? Đại hội này để ta chủ trì. Ngươi chỉ cần ngồi yên ở đó, sự thật sẽ được làm sáng tỏ. Các vị võ lâm đồng đạo, mọi người ai ai cũng gọi ta là giang hồ bách hữu sinh. Nghĩa là mọi chuyện xảy ra trong giang hồ ta đều biết, ta đều hay. Mười mấy năm nay ta không ngừng điều tra, cuối cùng điều tra được một sự thật. Đó chính là tiền chữ môn của phái Nga Mi Vô Sắc Sư Thái chính là hung chủ giết chết vợ con của quả dân tà thần, chủ nhân của địa ngục môn. Đương nhiệm chữ môn phái Nga Mi Huệ Âm cũng đã được mời đến địa ngục môn. Từ nay về sau, phái Nga Mi sẽ mãi mãi biến mất khỏi võ lâm này. Cái gì? Dẫn Huệ Âm Sư Thái lên đây. Quỳ xuống. Các vị đồng đạo, vợ con của chủ nhân chết một cách oan uổng. Chủ nhân quyết định nợ máu phải trả bằng máu. Xử quyết Huệ Âm Sư Thái tại chỗ. Cái gì? Xử quyết tại chỗ à? Vì thể hiện lòng trung thành đối với địa ngục môn, những ai có mặt ở đây đều phải uống máu của Huệ Âm Sư Thái. Nếu không, giết không tha. Sư phụ, có phải người điên rồi không? Chủ nhân, hãy giết Huệ Âm trả thù cho vợ con đi. Chủ nhân, vợ con của ngươi chết rất thê thảm. Ngươi phải để cô ta chết không yên thân. Hãy chặt đứt gân tay gân chân của cô ta trước, sau đó lóc từng miếng thịt trên người cô ta xuống, để cô ta chứng kiến máu của mình từng giọt nhiễu đến khô, chịu đủ sự đau đớn mà chết. Điên rồi, người điên rồi. Chắc sư phụ điên mất rồi. Sư phụ cô ta hại người nhà tan cửa nát, hại người bị người trên thiên hạ đuổi giết, còn bản thân thì trốn đi biệt tắm. Người không cần thương hại cô ta, người giết chết cô ta để trút nỗi hận trong lòng. Giết cô ta đi. Hãy nghĩ đến vợ con người chết thê thảm cỡ nào. Tại sao người không ra tay? Người sợ rồi à? Giết cô ta đi. 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 Người sợ rồi sao? Giết cô ta đi. Giết cô ta đi. Giết cô ta đi. Xin nương tay. Ta có lỗi với con. Ta có lỗi với con. Thì ra là bà ta là Vô Sắc. Vô Sắc, bà hại bọn ta khổ quá. Bọn ta tốt với bà lại giả chết gạt bọn ta, còn để bọn ta ăn tán bà nữa. Bà có biết bà hại ta đổ bao nhiêu mồ hôi không? Tại sao bà lại gạt bọn ta hả?
Sư bá, con hiểu rồi. Người làm vậy là muốn dụ vô sắc sư thái xuất hiện. Người nào làm, người đó chịu. Hại người nhà tan cửa nát, không phải là đồ đệ của ta. Người thả nó đi. Đây là lỗi lầm của một mình ta. Muốn chém, muốn giết, mặc người xử trí. Tại sao? Kim Linh là đồ đệ của bà. Tại sao bà nhẫn tâm hại chết mẹ con muội ấy? Là ta đã phạm sai lầm tày trời. Chỉ vì ta sơ suất, đi tin lời nói bừa của kẻ khác, hiểu lầm ngươi muốn xưng bá võ lâm. Là ta hiểu lầm ngươi giết chết Đồ Kiệt, Đồ lão tiền bối của Yên Hà Sơn Trang. Đó là thái gia gia của ta. Tại sao lại như vậy? Ta không hề giết Đồ Kiệt. Sau khi ta biết thì đã quá muộn rồi. Ta đã gây ra lỗi lầm lớn. Năm xưa có phải bà cố tình tiết lộ nói cổ kiếm hùng có được bí kíp của Như Lai thần chữ, sau đó cổ động các môn các phái đuổi giết hắn không? Có phải bà lợi dụng quan hệ sư đồ với Kim Linh, biết được tung tích của cổ kiếm hùng thì cho người ám toán hắn không? Ta luôn tìm một nơi kín đáo để luyện võ công, nhưng trốn đến đâu cũng bị người ta phát hiện. Thì ra là bà. Kim Linh là đồ đệ của bà. Tại sao bà bán đứng người ấy? Ta chỉ muốn bọn họ đối phó người, chưa từng muốn hại chết Kim Linh. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta biết rõ tính tình của ngươi. Ta sợ sau khi ngươi biết được sự thật, sẽ tìm ta trả thù, sẽ trút giận dòng Nam Mi, làm tới long trời lỡ đất. Cho nên ta mới giả chết, tao bay xa chạy. Bà tham sống sợ chết như vậy, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Ta có lỗi với lịch đại tổ sư của Nga Mi, có lỗi với Huệ Âm. Ta cam lòng lấy tính mạng của mình đổi lại tính mạng của đồ đệ. Là lỗi lầm do ta gây ra. Ta không dám xin người tha thứ. Chỉ xin người hãy thả Huệ Âm. Huệ Âm là vô tội. Bà hại ta khổ sở quá. Đỡ, đỡ ta dậy. Ta phải giết chết bà ta. Cô Kiếm Hùng, ngươi từng hứa với ta là không giết vô sắc, nhưng bà ta hại ta nhà tan cửa nát, làm sao ta tha cho bà ta được? Năm xưa ta tin vào kẻ gian, đã hiểu lầm ngươi. Ta có lỗi với ngươi. Dù ngươi giết chết ta, ta chết cũng không oán ta. Mà tưởng một câu hiểu lầm là có thể đùn đẩy trách nhiệm là vợ con ta chết một cách đáng đời sao? Là đừng diện tớ nữa. Bà muốn đoạt bí kíp Như Lai thần chữ, muốn xưng bá võ lâm, hiểu lầm cái gì? Tin vào kẻ gian cái gì? Đây đều là cái cớ do bà bịa đặt ra để thoát tội. Không phải ta muốn diện cớ, ta thật sự mắc bẫy của Âu Phong. Âu Phong? Ai là Âu Phong? Ai là Âu Phong thì bước ra đây. Không phải chứ? Thần y Âu Phong, ông cũng biết. Ông ta là cha của Âu Kính Hào, con rể của Phùng lão trưởng môn Tam Tuyệt Cung. Ta không quen hắn. Tại sao hắn lại hại ta? Danh tiếng thần y của Âu Phong chỉ mới nổi lên từ 10 năm gần đây. Ngươi không biết cũng không có gì là lạ. Nhưng mà hắn hại cả nhà của ngươi, tại sao ngươi lại không quen con người này? Ta thật sự không quen biết hắn. Nhất định là bà tùy tiện tìm đại một người ra gánh tội, có phải không? Sao ngươi lại không quen biết hắn? Chỉ là năm xưa, ở trong mắt ngươi, hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Ngươi còn nhớ, năm xưa có một tiểu học đồ của tiệm thuốc thường xuyên đem thuốc lên phái Nga Mi không?
Xin lỗi cô nương, ta muốn làm quen với cô. Ta tên Cổ Kiếm Hồn. Người còn bám lấy ta nữa, ta không khách sáo với người. Người đúng là một tên vô lại. Âu Phong mà bà nói có phải mặt hồ da dậy cá không? Đúng vậy, chính là hắn. Ta nghĩ hắn không thù không oán, tại sao hắn lại hại ta? Năm xưa người thiếu niên đắc chí nên nhiều lúc rất hống hách, không xem ai ra gì hết, cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ngặt nổi, con người của Âu Phong lòng dạ hẹp hòi, tính tình quái lạ, hơn nữa lại rất tự ti, cho nên hắn luôn ôm hận trong lòng. Chuyện này là do về sau ta mới biết được. Thật ra bà muốn nói gì? Nói mau đi. Bà nói người biết. Một câu nói tốt ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng. Năm xưa ngươi từng sỉ nhục hắn, dẫn đến trồng ra ác quả. Hắn sắp tâm muốn trả thù ngươi. Ta từng sỉ nhục hắn à? Tôn cô nương, chân của ta đau quá. Cẩn thận, để ta coi giùm cô. Hãy chịu đau một chút. Cô chịu đau một chút, ta xoa giùm cô một lát là khỏi. Đa tạ huynh. Tên xấu xí, ta cảnh cáo ngươi, Kim Linh là người Cổ Kiếm Hồn ta nhắm trúng, ta cấm ngươi đụng cô ấy. Cổ Kiếm Hồn, ngươi nói lung tung gì hả? Tiểu Âu là bằng hữu của ta, chân ta bị trật rồi, huynh ấy đang chữa cho ta. Đầu óc của huynh ấy mới không dơ bẩn như huynh. Đầu óc hắn có dơ bẩn không, không liên quan tới ta. Tóm lại, ta cấm hắn bám lấy mùi. Huynh tưởng huynh là ai hả? Sư phụ ta nể mặt huynh, nhưng ta không nể mặt huynh. Tiểu Âu, mặc kệ hắn. Đồ điên. Nè, chúng ta tiếp tục. Ngươi dám đụng cô ấy nữa xem. Ngươi đụng nữa xem, có tin ta đánh gãy chân chó của ngươi không? Ta muốn Quỳnh ấy chữa cho ta. Nếu Quỳnh thấy chướng mắt, Quỳnh đánh gãy chân ta luôn đi. Tên xấu xí này có gì tốt hả? Hắn có gì tốt khiến muội tốt với hắn vậy? Ta thích Quỳnh ấy. Đây là chuyện buồn cười nhất trên thiên hạ. Mụi nhìn đi, hắn xấu còn hơn ma quỷ nữa. Mụi thích hắn phải không? Mụi thích hắn. Mụi trả lời ta đi. Nghe đồng ngốc mụi trả lời ta đi. Mụi thích hắn hả? Đúng vậy. Ta lại thích huynh ấy. Ta còn yêu huynh ấy nữa, được không? Được. Mụi yêu hắn phải không? Vậy ta nói với sư phụ mụi gả mụi cho hắn. Bây giờ sư phụ mụi rất nghe lời ta. Ta sẽ để cho mụi được như ý. Nhìn ngươi xấu như ma, võ công lại dở tệ. Tên vô dụng như ngươi sống trên đời còn ý nghĩa gì? Nếu ta là ngươi, ta đã tự giận từ lâu rồi.
Sông Nhi, Linh Nhi, hai người chết quá ăn uống rồi. Tốt quá, nhanh lên, được thả rồi. Nhanh lên. Đông đảo tiền bối, ông nói có tên của Phùng lão trưởng môn, ông ngoại của Kính Hào mà. Đúng là có ông ta, hơn nữa ông ta còn xếp hàng thứ nhất trong danh sách nữa. Vậy thì lạ quá, không thấy ông ấy đâu cả. Ta kêu người thả người theo danh sách, tại sao không thả Phùng Đào? Bẩm chủ nhân, không phải thuộc hạ không thả, là lão già chết tiệt đó mấy tháng trước nôn nóng tự mình đào tẩu xuống âm tàu địa phủ rồi. Ông ấy chết như thế nào? Người già rồi sẽ bệnh, bệnh rồi thì sẽ chết. Là người giết chết ông ấy. Tại sao ta giết ông ta? Để ông ta ở địa ngục muôn sống không bằng chết, không phải là hả dạ hơn sao? Người... ông ta chết rồi, ta cũng hết cách. Chuyện này chấm dứt tại đây đi. Các người hãy chạy cho nhanh, ta không muốn gặp các người nữa. Chiêu thứ bảy, Phật quang phổ chiếu. Thứ 8, Phật pháp vô biên. Đoàn Phi, cứ qua nghỉ một lát đi, chúng ta ăn cơm. Tôi qua, sau khi thấy cổ kiếm hồn gợi ý, huynh càng hiểu rõ Như Lai thần trưởng hơn. Thì ra Như Lai thần trưởng thực sự rất khó nắm bắt. Huynh có biết tại sao ông ta tốt với huynh không? Có lẽ do duyên nợ. Tôi qua, muội yên tâm, huynh chắc chắn bảo vệ muội. Muội biết huynh sẽ bảo vệ muội. Các người đã giữ lời hứa, nhưng Âu tiên sinh thích sự yên tĩnh, không muốn hôn lễ bị người khác làm phiền, cho nên địa điểm phải giữ bí mật. Ngoài Đồ đại tiểu thư, những người còn lại không được vào trong. Bà nói như vậy là có ý gì? Bọn ta cũng là người ngoài sao? Âu tiên sinh còn nói, nếu như các người không vừa lòng với sự sắp đặt này thì hôn lễ có thể hủy bỏ. Người gì hỏi Âu Phong dùm ta, hả không xem Yên Hải Sơn Trang ra gì? Tại sao tìm đủ mọi cách ép Tuyết Hoa làm con dâu của hắn? Các người tức giận làm gì? Ta chưa bao giờ nghe nói tân nương về nhà tân lang mà cha mẹ muội muội và sư bá cũng đi theo tới nhà thông gia. Yên Hải Sơn Trang các người đức cao vọng trọng, không sợ người ta biết chuyện này cười nhạo các ngươi sao? Ông tiên sinh dùng cách này ép Tuyết Hoa làm con dâu của ông ta, hình như hơi quá đáng rồi đó. Hôm nay bọn ta phải dự hôn lễ của Tuyết Hoa, bọn ta muốn ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện với ông tiên sinh. Xin lỗi, ta chỉ phụng lệnh dẫn Đồ tiểu thư về thành thân thôi. Nếu các người muốn gặp ông tiên sinh sau khi hôn lễ kết thúc, ta sẽ sắp xếp cho các người. Hả?
Tí tí. Trang chủ, sao rồi? Điều tra được gì chứ? Ta đã hỏi những người gần khoái Hoạt Lâm, không ai thấy Liễu Phiêu Phiêu và đại tiểu thư. Điều kỳ lạ nhất là tối qua tất cả mọi người đều ngủ say, tới hôm nay khi trời sáng mới ngủ dậy. Bọn họ hết khói mê rồi. Tỷ tỷ đã bị bắt. Âu Phong chắc chắn ép tỷ tỷ thành thân với Âu Kính Hào. Tiểu Du và Đoàn Phi cũng mất tích rồi. Họ sống hay chết chúng ta cũng không biết. Nói không chừng họ cũng đã bị bắt. Chưa chắc đâu. Nói không chừng Tiểu Du cùng với Đoàn Phi đã đi cứu Tuyết Hoa rồi. Nếu bọn họ không sao, họ cũng phải để lại manh mối gì đó. Nhưng họ không để lại manh mối, ta sợ họ gặp chuyện. Làm sao đây? Bà đừng lo lắng quá. Ta sẽ nghĩ cách tìm Tuyết Hoa. Đều tại ta. Đều tại ta quá sơ ý, không đề phòng Âu Phong. Để Âu Phong giở trò. Chúng ta ở trong sân trang rất lâu với nhau. Không biết bà rất tốt với con. Có phải không bà? Một người nham hiểm độc ác, lòng dạ hẹp hòi như ta, đâu có thể nào tốt với đồ đại tiểu thư. Tay của bà rất ấm, máu của bà cũng rất nóng. Bà là người có thịt có máu, nếu không bà đã không hận mẹ của con thấu xương. Con không tin bà lại không có tình cảm với con, không yêu thương con. Bà ơi, giờ lành đã tới. Ta không muốn cô đắc tội với Âu tiên sinh. Đắc tội với ông ta không tốt cho cô. Dừng lại. Cha, mời cha uống trà. Vừa có bí kíp thiên tàng thần công, vừa có đồ đại tiểu thư. Cha tin con trai của cha là người hạnh phúc nhất trên đời này. Minh chủ Võ Lâm chắc chắn là con. Mời Âu tiên sinh uống trà. Trà ngon lắm. 100 năm trước, Yên Hà Sơn Trang đã có chỗ đứng vững chắc trong thiên hạ. Lúc ta còn trẻ, ta đã nghe người ta nói nhiều về đồ gia, về Yên Hà Sơn Trang. Nhưng lúc đó với ta mà nói, Yên Hà Sơn Trang giống như mặt trăng ở trên trời, không thể giới tấn. Hôm nay nằm mơ ta cũng không ngờ được làm thông gia với đồ gia. Ta rất vui.
Ta thật sự rất vui. Nào nào, lên nhạc. Phu thê giao bái. Trăm năm hạnh phúc. Sao vậy? Ta mặc y phục tân lang, cô sợ lắm sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ là phu thê giả. Ta không đụng vào cô đâu. Tuy ta không phải thánh nhân, nhưng ta cũng quen biết Đoàn Phi một thời gian. Vì ta không muốn người cha bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của ta, tiếp tục làm chuyện xấu, nên mới giả bộ đồng ý thành thân với cô thôi. Trước đây ta và mọi người đều nghĩ rằng huynh bị cha huynh sắp đặt nên đã mất lý trí, cha đã mất lương tri, nhưng không ngờ huynh vẫn là Âu Kính Hào mà ta đã từng quen. Không, Âu Kính Hào mà các người quen đã chết rồi. Người đang đứng trước mặt cô chỉ là một kẻ tiểu nhân đê tiện thôi. Nhưng ta không quan tâm các người nghĩ gì về ta. Ta chỉ làm chuyện ta nên làm thôi. Giống như ta nghĩ rằng thiên tàng thần công nên thuộc về ta, làm của ta. Chị Kính Hào, tại sao huynh lại nói mình như vậy? Ta biết huynh đã khổ nhiều vì Liễu Trung Nguyên, nhưng huynh đi chung con đường với cha huynh thì huynh sẽ càng lún sâu vào sai lầm. Hơn nữa, cha huynh cũng không quan tâm huynh sống hay chết. Ông ta bất chấp thủ đoạn giúp huynh làm minh chủ võ lâm. Ông ta bị điên rồi. Cô không được mắng cha ta đi, vì muốn thử thuốc cho muội muội cô mà cha ta bị trúng độc. Ông ấy chỉ còn sống một năm nữa, sao cô lại mắng ông ấy? Ta không ngờ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ta lúc đó ta cứ tưởng cha huynh chỉ nói dối để đạt được mục đích. Ta không biết. Xin lỗi Kính Hào, cô đừng có giả bộ nữa. Ở trong mắt các người, người điên như cha ta nên chết sớm. Nếu cô nghĩ ta tin lời cô nói thì cô lầm rồi đó. Ta nói cô biết, hôn lễ hôm nay chỉ là để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của cha ta thôi. Sau khi ông ấy mất, cho dù có là thê tử của ai, ta cũng không quan tâm. Nhưng kể từ hôm nay, Đồ tiểu thư cô phải chịu thiệt thòi bên cạnh người cô không yêu. Chúng ta sẽ ở chung phòng. Không, Kính Hà, huynh nghe ta nói, im đi. Bây giờ ta muốn được yên tĩnh. Cô đừng có làm phiền ta. Nếu không thì ta không khách sáo với cô. Đi. Thank you.
cha ta vừa mới cho ta uống kháng long dịch. Thuốc này thật là lợi hại. Ta mới điều tức giận khí. Ta đã cảm thấy có một luồng khí lan tỏa trong người của ta, làm cho ta rất dễ chịu. Bây giờ ta cảm thấy như đang được bay bổng. Dễ chịu quá. Dễ chịu quá. Kính Hào, tránh ra. Cô làm gì vậy? Ta đỡ huynh đứng lên. Kính Hồng. Kính Hồng. Kính Hào. Âu Phong ơi, Âu Phong, sao mày giỏi quá vậy? Chúng ta hãy cạn ly chúc mừng. Trà ngon. Chỉ cần ta cho ngươi uống nhiều tiềm long hoàn, sau đó băm ngươi thành tương, bỏ vào kháng long dịch, dùng tam quyền quả nấu 3 ngày 3 đêm cho con trai ta Âu Kính Hào uống. Công lực của nó sẽ tăng gấp bội. Âu Phong, đê tiện, vậy thế sao? Thành công rồi à? Chúng ta thành công rồi. Âu Phong, ông đừng mơ về giờ tuyết qua nữa. Ta đã dùng khí do Như Lai thường trưởng tạo ra, khống chế độc bò cạp trong bụng tuyết qua, làm cho mùi ấy không bị đau nữa. Dù ông khó thổi cũng không ít gì đâu. Lâu rồi không gặp, người đã khác. Người trở nên thông minh từ khi nào vậy, tiểu tử ngốc? Dừng tay đi, đừng đánh ông ta. Chúng ta tới đây để giải quyết vấn đề. Toàn Phi, nếu người có thể khống chế độc trong bụng đồ tức qua, tại sao không lấy bọt gạp ra khỏi người cho cô ta? Xem ra người vẫn chưa học hết chiêu thức Như Lai thần trưởng. Ngươi không giết ta vì ngươi muốn ta lấy bọt cạp ra khỏi người của ta, phải không? Ta nói ông biết, ta sẽ ép ông lấy bọt cạp ra khỏi người tuyết hoa. Ông đừng đắc ý quá sớm. Ta đã cho hắn uống thuốc mê, điểm toàn thân ma quyệt và trói hắn rất chặt, cho dù hắn có một cánh cũng khó mà bay được. Ông Phong, ông nghe rõ đây, ông lập tức lấy bọt cạp trong bụng tuyết qua ra ngoài. Người muốn lấy bọt cạp trong bụng cô ta ra ngoài dễ thôi mà. Bây giờ ngươi chỉ cần dùng Như Lai thần trưởng đánh bể bụng cô ta là được rồi, đâu có cần ta giúp ngươi. Ngươi đừng có giở trò nữa. Ngươi giở trò không phải ta mà là cô ta.
Cô đã chấp nhận điều kiện của ta, kêu ta chữa trị khuôn mặt của mỗi mỗi cô, nhưng cô lại không giữ lời hứa. Còn nói cô là người bị hại, thành danh 18 đời tổ tiên Đồ Gia đã bị nha đầu gian xảo nham hiểm như cô bôi nhọ rồi. Đừng nói bậy. Ông tiền bối, tất cả là lỗi của ta. Ta đã hại ông bị trúng độc. Lúc đó ta đã nghĩ ông nói dối. Ta đánh giá cao bản thân mình, đánh giá thấp ông. Nhưng ta không có nuốt lời. Ta đã làm tất cả những gì ông nói. Nhưng mà mọi thứ đã thay đổi. Tiền bối, cho dù bây giờ Kính Hạo có lấy ta cũng vô ích. Tuyết Hoa, đứng lên đi. Muội không cần xin lỗi của ta. Ông ta hại muội chơi đủ thê thảm sao? Ông Phong, ông nghe đây. Đoàn Phi ta không để ông làm chuyện xấu nữa đâu. Ta đâu có làm chuyện xấu. Ta chỉ lấy những thứ thuộc về ta. Các người không giữ lời hứa, các người mới là người làm chuyện xấu. Ông Phong, ta khuyên ông nên từ bỏ con dâu như Tuyết Hoa. Còn bí kíp thiên tàng thần công, bọn ta sẽ để con trai ông giữ. Yến Hải Sơn Trang sẽ không truy cứu ông, mà còn bồi thường cho ông 1000 lượng vàng. Có được không? Người nói như vậy tức là Âu Phong ta chỉ đáng giá 1000 lượng vàng sao? Các người hợp sức với nhau ức hiếp một người đã từng cứu sống hai người Đồ Gia các người. Các người dâm ơn bội nghĩa, các người đáng chết. Điều kiện ta đưa ra có lợi cho ông lắm rồi. Ông còn nói bọn ta ức hiếp ông. Rốt cuộc ông muốn gì đây? Ông tiền bối, Đoàn Phi không chỉ tới đây cứu ta, mà còn cứu ông và Kính Hạo. Ông có biết Cổ Kiếm Hồn đang tìm ông khắp nơi không? Ân quán của ta và Cổ Kiếm Hồn bọn ta sẽ tự giải quyết. Cô đừng có xen vào. Cổ Kiếm Hồn có gì đâu mà sợ. Con trai ta đã học được 10 chiêu thức của thiên tàng thần công. Nó là minh chủ võ lâm, vô địch thiên hạ. Con trai ta chắc chắn sẽ giết chết Cổ Kiếm Hồn để rửa nỗi hận trong lòng ta. Các người nghe đây, nhất định phải cẩn thận. Dạ. Bọn ta chờ ngươi lâu lắm rồi, Liễu Phiêu Phiêu. Ngươi đổi khuôn mặt mới này làm ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi đó. Liễu Phiêu Phiêu chết bầm, nếu chủ nhân không cứu ngươi, ngươi đã chết trong tay cái bang rồi. Âu Phong đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Chủ nhân, ơn cứu mạng của ngươi ta suốt đời không quên. Nhưng ngươi cũng biết, có một khuôn mặt đẹp là nguyện vọng lớn nhất của ta. Âu Phong, nếu như có gặp chuyện gì thì khuôn mặt của ta không có ai chữa trị. Ta thà chết để trả ơn người, chứ không phải làm người xấu ở lại nhân gian bị chê cười. Chủ nhân giết ta đi. Ta đã phế võ công của người. Người không khác gì một người tàn phế. Người vừa làm rồi chứ? Chủ nhân, người giết ta đi. Ta cầu xin người giết chết ta đi. Chủ nhân, chủ nhân, người giết ta đi. Chủ nhân, giết ta đi. Cầu xin người. Ta nói lại lần nữa, nếu ông không hợp tác với ta, ta sẽ giết con trai cưng của ông. Người có giỏi thì giết cha con ta đi. Ta biết người muốn dùng cái chết uy hiếp ta, bắt ta lấy bọ cạp trong bụng đồ Tuyết Hoa ra ngoài. Người không dám giết ta, người dùng khí khống chế bọ cạp trong bụng cô ta. Nhưng người có biết không, bọ cạp trước khi chết sẽ phát tán độc trong người nó. Độc của bọ cạp sẽ lan khắp người đồ Tuyết Hoa. Như vậy có nghĩa là cô ta sẽ đau đớn và chết rất thảm.
Ông đừng có nói những lời đáng sợ như vậy hù dọa bọn ta. Bọn ta không bị ông gạt đâu. Ta không có nói dối. Lời ta nói đều là thật. Không tin cứ chờ mà xem. Được rồi, nếu ông cứu Tuyết Hoa, ta sẽ không giết ông. Ngươi đừng có mơ. Ta đã nói kẻ nào đắc tội với ta sẽ không được chết tốt. Cho dù ta có chết, ta cũng không để nha đầu dâm ân bội nghĩa này tự do tự tại. Ông đừng làm như vậy, Quỳnh sẽ giết chết ông ta đó. Âu Phong, ông nghe đây, ta cho ông thời gian một nén nhang. Nếu ông không cứu Tuyết Hoa, ông đừng trách ta độc ác với ông. Bây giờ ta sẽ dẫn con trai ông vào dưỡng tâm cư, chờ tin của ông. Nếu ông không cứu Tuyết Hoa, cứ mỗi canh giờ ta sẽ chặt một ngón tay của con ông để xem hắn sống được bao lâu. Thật ra hôm nay ta chỉ muốn nói chuyện với tiểu nhân Âu Phong. Không ngờ ngươi và Âu Kính Hào lại tới đây. Ta đỡ mất công tìm các ngươi. Âu Phong có thù với ông. Ta không có thù với ông. Tại sao không cho ta đi? Âu Phong đâu? Nếu như ngươi biết Âu Phong đang ở đâu nhưng không nói cho ta biết, chắc chắn ngươi chết rất thảm. Đoàn Phi, giải quyệt đạo cho mùi. Đoàn Phi, người muốn giúp ta chuyện gì? Nói đi. Ông có biết Âu Kính Hào tại sao trở mặt với ta và Đoàn Phi không? Nghe người ta đồn hắn giết Liễu Trung Nguyên, cướp bí kíp Thiên Tàng Thần Công. Nhưng bí kíp Thiên Tàng Thần Công vốn thuộc về Yên Hà Sơn Trang. Sai, hắn trở mặt với bọn ta không phải vì bí kíp Thiên Tàng Thần Công, mà vì đồ Tuyết Hoa. Âu Phong muốn ẩm cháu tới nỗi điên rồi. Hắn ngưỡng mộ gia thế và nhân phẩm đồ gia. Hắn lấy việc chữa trị khuôn mặt cho Tuyết Nguyên làm điều kiện, bắt bọn cạp bị điều khiển bởi âm thanh bỏ vào trong bụng Tuyết Hoa, ép Tuyết Hoa lấy Âu Kính Học. Người nói chuyện này với ta làm gì? Ta và Đoàn Phi đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không liên quan với nhau. Chuyện của người yêu nó không liên quan gì tới ta. Ông muốn biết tung tích của Âu Phong thì chuyện của Tuyết Hoa có liên quan tới ông. Chuyện ta muốn ông làm cho ta là ông giúp Tuyết Hoa. Ta nghĩ ngươi tìm lầm người rồi. Tuy võ công của ta cao cường, nhưng đối với y thuật thì ta không rành. Ta không kêu ông chữa trị cho Tuyết Hoa. Bây giờ bọn ta đang đấu trí với Âu Phong. Ta chỉ hy vọng ông đừng có xuất hiện làm phiền Âu Phong. Sau khi ông ta cứu Tuyết Hoa, muốn chém muốn giết thì tùy ý ông. Nói ta nghe, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Ta không thể chờ được. Nói ta nghe, Âu Phong ở đâu? Ta không nói được. Vì ta biết ông nhìn thấy Âu Phong sẽ giết chết ông ta. Ông ta chết, Tuyết Hoa cũng không sống được. Đồ Tuyết Hoa sống hay chết không liên quan tới ta. Người không muốn chết thì nói ta biết Âu Phong ở đâu. Nói. Nói. Nếu ta nói Tuyết Hoa là con gái ruột của ông, thì ông có quan tâm cô ấy sống hay chết không? Nói lung tung bậy bạ. Người nói bậy bạ. Đội Tuyết Hoa không phải con ruột của đội tướng, mà là con ruột của ông. Là con ruột của ông và Tôn Bích Dân. Người nói bậy. Cô ấy là con ruột của ông thật mà. Được, ta biết rồi. Người muốn cứu đội Tuyết Hoa cho nên người gạt ta. Ta không tin người đâu. Nói ta nghe, Âu Phong đang ở đâu? Nếu như Lục Tiểu Du ta nói dối, ông trời sẽ phạt ta chết không có chỗ chôn, không có con cái. Ừ.
Ông có biết tại sao sư phụ ta lại đoán được vô sắc sư thái ham sống sợ chết sẽ bất chấp tất cả cứu người trong đại hội anh hùng không? Lý do là gì? Trưởng môn phái Nga Mi là con ruột của bà ấy. Cha mẹ thương con là bản năng. Ngay cả vô sắc sư thái ham sống sợ chết cũng chấp nhận hy sinh bản thân vì con gái. Chẳng lẽ cổ kiếm hồn ông vì muốn trả thù mà để con gái mình chết sao? Dẫn ta đi tìm Âu Phong. Ta là bên ngoài xấu, bên trong tốt. Còn ngươi là bên ngoài tốt nhưng bên trong xấu. Từ nhỏ tới lớn, ngươi lúc nào cũng nói nhân nghĩa, nhưng ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi đê tiện hơn ta. Ngươi mới cướp được bí kíp thiên tàng thần công, liền giết chết Liễu Trung Nguyên. Còn ta sau khi giành được cơ nghiệp của lão già chết bầm phùng đạo, ta đã đưa ông ta tới địa ngục mùng hưởng phúc một thời gian, rồi mới cho ông ta xuống âm phủ. Ông đã giết ông ngoại của ta. Ta không có giết ông ta. Tại ông ta rất nóng lòng, muốn xuống âm phủ lập môn phái, nên ta mới để cho ông ta đi. Ông giết ông ấy. Ông giết ông ấy. Ông ngoại xấu xa của ngươi nằm mơ cũng không ngờ. Ông ta nuôi ông tay áo, tự rước họa vào thân. Ông ta là trưởng môn tam tuyệt cung, quyền cao chức trọng, tiền xài không hết. Nhưng mà tới lúc chết, không được con cháu đưa tiễn, ngay cả quan tài cũng không có. Ta đã giết xác ông ta trong rừng, cho thú dữ ăn thịt rồi. Phía sau trấn này là Quan Âm Sơn. Ở đó có đường dẫn tới địa ngục môn. Chúng ta đi mua lương thực rồi lên đường. Trấn này kỳ lạ quá. Tuy đèn sáng nhưng không thấy một người nào hết. Cha, sao vậy? Nhìn kìa. Phiêu phiêu, ông đừng cứu ta. Phiêu phiêu, bà không muốn cứu, chẳng lẽ bà không muốn sống nữa sao? Cổ kiếm hồn đã tới đây, hắn không để ta sống đâu. Cổ kiếm hồn đã tới đây, nếu hắn giết Âu Phong, khuôn mặt của ta sẽ xấu xí. Ta không muốn sống nữa. Giết ta đi. Giết ta đi. Cổ kiếm hồn đánh bà thê thảm như vậy sao? Phiêu phiêu, cổ kiếm hồn ở đâu? Âu Phong ở đâu? Bọn ta đang đi tìm họ. Tiện nhân. Ta xin lỗi muội. Sư muội, ta xin lỗi muội. Sư muội, ta không tin trên đời này chỉ có một mình Âu Phong giúp muội hồi phục dung nhan. Cho dù lên rừng xuống biển, khuynh gia bại sản, ta cũng tìm cho muội một thần y khác. Bây giờ muội hãy giữ tính mạng, tuyệt đối không được bỏ cuộc.
Liễu Phiêu Phiêu, Tuyết Hoa là người vô tội, xin bà hãy nói ta nghe, Âu Phong đang ở đâu, để bọn ta đi cứu Tuyết Hoa. Phiêu Phiêu, ở trên sườn núi có một căn nhà nhỏ. Ông hãy chăm sóc Phiêu Phiêu, bọn ta đi tìm Tuyết Hoa. Đa tạ mùi. Cẩn thận nha. Giải huyệt đạo đi. Âu Phong, ta cầu xin ông tha cho Tuyết Hoa đi. Ta muốn hợp sức giết Kính Hào đánh cổ kiếm hồn. Nếu không hợp sức, Kính Hào sẽ chết đó. Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ người cái gì? Mà 20 năm trước người giết thê tử và con của ta, 20 năm sau người lại muốn giết con gái của ta. Xin lỗi Tuyết Hoa, ta bất đắc dĩ nên mới nói thân thế của cô cho ông ta nghe. Cổ kiếm hồn, ông nghe rõ đi, ta không phải là con gái của ông. Chuyện của ta ông đừng xen vào. Ta họ Đô. Tuyết Hoa, Toàn Phi, người nói ta nghe. Người không cần nói nữa, ánh mắt của người đã trả lời cho ta biết rồi. Mau lấy bọ cạp trong bụng con gái ta ra ngoài. Ông im đi, ta không phải là con gái của ông. Ta không phải con gái của ông. Tuyết Hoa, Tuyết Hoa, đừng như vậy mà Tuyết Hoa, người bình tĩnh lại đi. Tuyết Hoa, không sao đâu. Ta đếm từ 1 tới 3. Ngươi không lấy bọ cạp trong bụng con gái của ta ra ngoài, ta sẽ đánh ngươi tàn phế. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta không phải con gái của ông. Ta không phải. Không phải con gái của ông. Ta không phải. Ta họ Đồ. Ta không phải con của ông. Không phải con của ông mà. Ta không phải con ông. Ta không có người cha không bằng cầm thú như ông. Ông không phải cha ta. Cha ta là Đồ Tiến, là Đồ Trang chủ. Ta họ Đồ. Cổ kiếm hồn, đáng đời ngươi. Sắp chết rồi mà vẫn cô độc. Ngươi không được con cái đưa tiễn. Tuyết Hoa, ngươi có cứu Tuyết Hoa không? Ngươi muốn đoàn tụ với con gái ngươi? Ngươi đừng mơ. Trước đây ngươi không để ta sống yên, bây giờ ta cũng không để ngươi sống yên. Ta sẽ giết chết tất cả người thân của ngươi. Ta không để ngươi sống yên cũng là tại ngươi. Ngươi võ công yếu kém, không biết tự lượng sức. Ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi có tư cách gì giành kim linh với ta? Ngươi tự rước họa vào thân. Cổ kiếm hồn,
Ngươi cứ tiếp tục mắng chửi sỉ nhục người khác đi. Ta đã thành công rồi. Ta đã thề, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Vì ngươi mắng chửi sỉ nhục ta, ta đã thề giết chết thê tử và con của ngươi. Ta đã thề làm ngươi thân bại danh liệt, mang tiếng xấu ngàn năm. Ngươi không ngờ phải không? Một kẻ vô danh tiểu tốt như ta mà cũng làm cho anh hùng võ công cái thế như ngươi đau khổ suốt cả đời. Chỉ vì ta mắng ngươi vài câu, chỉ vì ta sỉ nhục ngươi mà ngươi đã làm võ lâm náo loạn, giết chết rất nhiều người vô tội. Ngươi hại rất nhiều người tan cửa nát nhà. Ngươi có biết không? Ngươi nói không sai chút nào. Nói ngươi biết, những câu mắng chửi ta của ngươi, câu nào cũng giống như dao sắc nhọn đâm vào trái tim ta, làm trái tim ta rỉ máu. Ta sẽ làm cho ngươi đau khổ hơn ta một ngàn lần, một vạn lần. Ngươi là kẻ điên cuồng sát. Ngươi là kẻ điên cuồng sát. Ngươi mắng đi. Ngươi đã bại trong tay ta rồi. Ngươi có võ công cái thế thì sao? Ngươi không cứu được thê tử và con của ngươi. Ngay cả đứa con gái duy nhất của ngươi, ngươi cũng không cứu được. Đây chính là cái giá mà ngươi phải trả vì đã mắng chửi sỉ nhục ta. Ông tìm đủ mọi cách hại ông ấy mất tất cả. Làm như vậy có lợi gì cho ông? Tới cuối cùng ông có được cái gì? Có được cái gì à? Ta chưa bao giờ muốn có cái gì hết. Ta chỉ muốn trái tim từng bị tổn thương của ta được xoa dịu, được an ủi thôi. Bây giờ ta đã đạt được mục đích. Ta đã làm cho Cổ Kiếm Hùng đau khổ hơn ta gấp trăm lần. Được rồi, mày giết chết ta đi. Giết chết ta đi. Bây giờ ta đã đạt được mục đích rồi. Người giết chết ta đi. Tốt quá, độc trong người Tuyết Hoa đã phát tác. Nó sẽ nhanh chóng lan khắp người cô ta, phá vỡ kinh mạch của cô ta và cô ta sẽ chết. Đoàn Phi ơi Đoàn Phi, ta thấy ngươi tự chuốc phiền phức rắc rối rồi đó. Độc trong người Tuyết Hoa sẽ truyền qua người của ngươi, ngươi cũng sẽ chết thảm giống như cô ta. Đoàn Phi, đừng đụng vào ta. Oh!
Phật pháp vô biên. Yên tâm đi, ta nhất định cố gắng hết sức trị thương cho các ngươi. Đoàn Phi, ông cố gắng lên, ta sẽ truyền chân khí cho ông sẽ dễ chịu hơn. Không cần, đừng truyền chân khí, độc trong người ta sẽ truyền cho ngươi. Lục phủ ngũ tạng của ta đã bị thiên tạng cướp đạp nát rồi. Ta biết ta đã sắp chết. Cho dù Hoa Đà tái thế không cứu ta được. Tuyết Hoa, con qua đây một lát được không? Tuyết Hoa, coi như đây là thỉnh cầu duy nhất của cha trước khi chết. Tuyết Hoa. Trước đây cha không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cha có lỗi với con. Trước đây cha không biết thân thế của con. Cha không cần xin lỗi con. Nhưng con là con ruột của cha. Cha nợ con quá nhiều rồi. Cha sẽ dùng tính mạng của mình trả nợ cho con. Cha không nợ con gì hết. Trước giờ con chưa làm chuyện gì cho cha, nhưng cha lại... Con muốn hỏi cha một câu. Rốt cuộc cha có thương mẹ con không? Có. Có. Vì Kim Linh nên ta không thể toàn tâm toàn ý yêu bà. Như vậy đối với bà không công bằng lắm. Bà nên lấy một người toàn tâm toàn ý yêu bà. Con ngoan của cha, 20 năm nay con có hạnh phúc không? Con có vui không? Con rất hạnh phúc, rất vui. Đồ trang chủ coi con như con ruột, rất thương con. Còn mẹ con cũng rất thương con. Còn có một người rất quan tâm con, rất thương con nữa, là muội muội con. Cả nhà con quan tâm nhau, yêu thương nhau.
tốt. Như vậy thì tốt. Tốt quá. Đoàn Phi, vì con quá hiền lành nên cha không giết con. Nhìn thấy con, cha như nhìn thấy con trai của mình vậy. Con rất giống con trai của cha. May là cha không giết con. Nếu không thì con gái của cha đã không có phu quân tốt bụng hiền lành như con. Cha không có gì cho con, chỉ có một đứa con nuôi. Đoàn Phi, hứa với cha, yêu thương chăm sóc con gái của cha. Đời này, kiếp này, cả đời này cũng không được để cho nó khổ, không được để nó buồn. Con biết chưa? Cha yên tâm, con hứa với cha, con sẽ chăm sóc yêu thương Tuyết Hoa. Tốt lắm. Nếu cha biết cha có một đứa con gái, cha nghĩ cha đã không tuyệt vọng và đau khổ. Trước giờ cha cứ nghĩ cha đã mất tất cả mọi thứ, nên cha hận ông trời, hận tất cả mọi người. Cha cứ nghĩ cha sống chỉ để trả thù thôi. Ông ngoại, con là Kính Hào. Ông có nghe con nói không? Ông trả lời con đi. Ông ở âm phủ, có phải rất cô đơn không? Con dẫn ông về nhà được không? Con dẫn ông về nhà. Nói con nghe, ai đã giết chết ông? Con trả thù cho ông, con chém hắn thành trăm mảnh. Cuối cùng cha đã được ở bên cạnh người mà cha yêu. Còn hy vọng linh hồn của cha được yên nghỉ. Thank you.
tỉnh rồi à? Cô có thích căn nhà này không? Đừng uống nữa kiến hào, uống nữa sẽ chết đó. Không có cái gì giết chết ta được, cũng không có ai giết chết ta được. Ta là thiên hạ đệ nhất. Cổ kiếm hồn đã bị ta đánh bại. Ta là minh chủ võ lâm. Là minh chủ võ lâm đệ nhất thiên hạ thì sao? Huynh có vui không? Kính Hào, đừng để bi kịch của cha huynh và cổ kiếm hồn tái diễn nữa. Huynh tỉnh lại đi. Cô im đi. Cô là thê tử của ta, không được nói chuyện với ta như vậy. Ta không phải thê tử của huynh. Cô nói gì vậy? Chúng ta đã bái đường. Bái đường thì sẽ là phu thê, có phải không? Không phải. Hôm trước huynh đã nói, huynh nói đó chỉ là một màn kịch, không thể coi là thật. Màn kịch không thể coi là thật. Cô là tiện nhân vô liêm sĩ. Cô nghe đây, đã bái đường thì sẽ là phu thê, sao cô không chấp nhận? Cô vẫn yêu Đoàn Phi có phải không? Cô là thê tử của ta, là thê tử của ta, suốt đời là thê tử của ta. Đoàn Phi có gì tốt? Cô nhìn kỹ đi, ta là Âu Kính Hào, là phu quân của cô, ta mới là phu quân của cô. Buông ta ra. Cô là của ta. Cô là của ta. Ta giết Đoàn Phi. Ta giết Đoàn Phi thì cô sẽ là của ta. Ta giết hắn. Tuyết Hoa đang ở đâu? Tuyết Hoa là thê tử của ta. Cô ấy ở đâu? Liên quan gì tới ngươi? Âu Kính Hào, ngươi cũng vô liêm sĩ như cha ngươi. Ngươi mau giao tỷ tỷ của ta cho bọn ta, nếu không bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Ta là tỷ phu của cô, ta khuyên cô nên tôn trọng ta. Nếu không thì ta không chữa trị cho khuôn mặt của cô đâu. Khuôn mặt của ta đã trở lại bình thường, không cần huynh chữa trị. Thật sao? Nhưng cha ta nói khuôn mặt của cô cũng giống như Liễu Phiêu Phiêu, mỗi năm phải chữa trị một lần, nếu không thì sẽ xấu xí hơn trước khi chữa trị. Tới lúc đó mắt của cô bị mù, sau đó da mặt của cô bị thối rữa, mũi của cô bị gãy, răng của cô bị rụng. Quên nói bậy, quên nói bậy. Mũi đừng tin lời hắn nói, hắn cố tình nói như vậy để hù mũi. Kính Học, huynh mau giao Tuyết Hoa cho ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, chúng ta vẫn là bằng hữu. Được rồi, nếu ngươi đánh bại ta, Tuyết Hoa sẽ thuộc về ngươi. Ai cần huynh nhường? Tỷ tỷ của ta vốn thuộc về Đoàn Phi. Thả bọn họ ra. Được, ta đánh với huynh. Thank you.
Kính Hào, ta chuẩn bị xong rồi. Đánh đi. Vì danh lợi chúng ta không nên tàn sát nhau. Chúng ta nên đi về đi. Sao có thể về được? Chúng ta đều là người có võ công cao cường trong thiên hạ, nhưng chỉ có một người được làm minh chủ Võ Lâm. Chúng ta nhất định phải quyết đấu. Xuất chiêu đi. Phật pháp vô biên. Kính Hào, nghe lời khuyên của ta, huynh đừng có mê muội nữa. Nếu không, huynh sẽ hối hận. Đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy dùng Như Lai thần chưởng đi. Dạng Phật Triều Tông. Cuối cùng ta đã luyện thành công chiêu thứ 9 của Như Lai thần chưởng. Dạng Phật Triều Tông ngươi đã dùng rồi, bây giờ Phật cũng không cứu ngươi được. Ngươi chết đi. Như Lai Niết Bàn. Như Lai thần chưởng còn có chiêu thứ 10. Thiếu Lâm Tự. Trí Viên Đại Sư, Kính Hào bị thương rất nặng, có thể khỏe lại không? Tẩy tủy dịch cương kinh của Thiếu Lâm Tự có thể giúp hắn thay da đổi thịt, hắn có thể khỏe lại.
Kính Hào có thể khỏe lại thì tốt, nhưng huynh ấy uống rất nhiều thuốc mê hoặc tâm trí của Âu Phong. Ta sợ huynh ấy. Niệm Phật có thể làm cho hắn tịnh tâm, tụng kinh có thể làm cho đầu óc của hắn tỉnh táo, tâm trí của hắn có thể trở lại như trước đây. Hy vọng sau này Kính Hào không dùng thiên tàng thần công nữa, còn ta sau này cũng không dùng Như Lai thần chưởng nữa. Hai bí kíp võ công này gây ra quá nhiều tai họa cho mọi người, không nên tồn tại trong thế gian này. A Di Đà Phật. Võ công không phân tốt xấu thiện ác, dùng làm việc tốt sẽ tạo phúc cho thiên hạ, dùng làm việc ác sẽ gây họa cho bá tánh. Tất cả phụ thuộc vào nhân tâm. Đa tạ đại sư đã giảng giải. Sao vậy? Muội không vui à? Mọi chuyện đã được giải quyết, những người yêu nhau đã được ở bên nhau, muội phải vui mới đúng. Sáng mai ta sẽ đi xin đồ trang chủ cho huynh cưới muội làm thê tử. Không, muội không lấy huynh đâu. Tại sao vậy? Tiểu Du, muội không có phúc làm thê tử của huynh. Kiếp sau chúng ta làm thê tử nha. Không, kiếp này chúng ta phải làm phu thê, kiếp sau cũng là phu thê, kiếp sau nữa cũng là phu thê. Tại sao muội không chịu lấy huynh? Muội chê huynh không anh tuấn oai phong, không hiểu chuyện, hay là không phải đâu? Muội chỉ muốn huynh nhớ khuôn mặt xinh đẹp của muội, muội không muốn huynh thấy khuôn mặt xấu xí của muội. Muội nói gì vậy? Huynh quên Âu Kính Hào nói gì rồi sao? Khuôn mặt của muội mỗi năm phải chữa trị một lần, nếu không da mặt sẽ bị mọc mủ, sẽ bị thối rữa, mũi sẽ bị gãy, răng muội sẽ bị rụng. Muội đừng tin lời Âu Kính Hào nói. Lúc hắn nói câu này tinh thần của hắn đang bấn loạn, hắn chỉ nói lung tung bậy bạ. Đừng tin lời hắn nói. Lỡ như là thật thì sao? Huynh có muốn lấy một người da mặt bị mủ, mũi bị gãy và răng bị rụng làm thê tử không? Huynh muốn lấy. Huynh muốn lấy mùi. Cho dù khuôn mặt của mùi xấu hơn bây giờ 100 lần, 1000 lần, huynh cũng lấy mùi làm thê tử. Ha ha ha!